Xin chào các bạn, chào mừng các bạn về video của FXA Entertainment. Và ở trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin, đó chính là MV2 của hãng Wave Plugin. MV2 là một công cụ xử lý động lực học nhằm kiểm soát mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao thông qua việc xử lý nén mở rộng. Mục đích của MV2 đó chính là khiến âm thanh có mức âm lượng cấp thấp và mức âm lượng cấp cao trở lên đồng đều hơn. Nói cách khác, nhờ việc đặt ngưỡng thông qua hai cần gạt mức âm cao và thấp giúp âm thanh được nén và mở rộng. Đối với âm thanh cấp thấp có mức âm lượng nhỏ hơn, MV2 sẽ khiến âm thanh đó lớn hơn. Trong khi đó, đối với những âm thanh có mức âm lượng lớn sẽ giúp âm thanh nhỏ xuống. MV2 chính là một công cụ nén và một công cụ mở rộng. Chúng sẽ mở rộng âm thanh ở phía dưới nếu âm thanh quá nhỏ, và chúng sẽ khiến cho âm thanh ở phía trên nếu bị lớn quá sẽ bị nhỏ xuống. Đặc điểm của MV2 chính là khả năng tự động thêm dither giúp tín hiệu không bị sai lệch trong quá trình chỉnh đổi. Cuối cùng là MV2 cho kết quả âm thanh với mức âm lượng ổn định hơn, dễ kiểm soát hơn nếu như chúng ta kết hợp nó với compressor sẽ được âm thanh đồng đều như ý muốn. Ngoài mục đích khiến cho âm thanh trở lên đồng đều hơn thì MV2 cũng giúp cho kiểm soát giải động dynamic tốt hơn. Bởi vậy khi chúng ta sử dụng MV2 vào giọng hát cũng như nhạc cụ sẽ khiến cho các nhạc cụ và giọng hát trở nên nổi bật hơn, dày dặn hơn và âm thanh nghe nội lực hơn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở clip lần sau. Nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn.